Đây nãy mèo mình không biết luôn á. Khi mà tôi nhận ra được thì không, lùi lại chứ mình không có đi tới được. Mình chỉ có đi lùi thôi. Nó đang xây đúng rồi, đi. Khi mà tôi nhận ra được thì tôi đã cách xa bờ rất là nhiều. Và anh em đang rất là khủng hoảng vãi lồn luôn á. Ai. Đồ giả mỏ đi quý lầm. Không được chửi hài trong vlog của Đức, hiểu không? Hôm nay là Bolero khuyến mãi nè. What the fuck, Đức phải đợi số mã số 62. Shit. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi ăn mà tôi phải đợi mọi người sắp hàng từng người một. Ra đến đây sớm nhất nhưng mà phải ngồi đợi rất là, bạn thấy không, rất là đông người đợi. Hôm nay là Bolero, là người ta mở cái nhóm mới á, rất là đông. Đây là nhóm của tôi, thì đây là Ý, đây là chó Ni và Hiếu. Thì mọi người đang đứng đợi. Có một cái tin rất là buồn là nếu như 8 giờ chứ sau 8 giờ mà có hết món thì tôi luôn cũng phải chịu thôi. Nhưng mà nói chung là hy vọng sẽ không hết món. Ở đây có một người có quyền lực nhất ở đây còn hơn cả chủ nữa. Tức là booking. Tôi đã đợi anh đó rất là lâu. Chắc chắn luôn. 3, 2, 1, đây 62 đây, anh nói em rồi. Mình đi mấy người ạ? 5 người anh. Em đã làm email rồi. Ok. Yeah. Thời gian rất là dài. Thì tụi tôi bắt đầu gọi món. Ở đây món nhìn rất là đặc sắc luôn. Nhìn là muốn ăn liền. Thì trước mình ăn món này đúng không? Thì trước tôi với lại Ý ăn món này. Các bạn thấy không? Ở đây rất là đông. Đông cực kỳ luôn. Phòng với lại cá chanh rừng. Chanh rừng này kim chi. Mình đã gọi xong món hết rồi, thì giờ bắt đầu ăn. Mình lên lẩu luôn. Mình muốn lên lẩu. Đợi xíu, cứ để dưới tụi em tự lên nha. Ok, thank you anh, thank you. Thôi, ngon đỉnh. Giống như thường lại là trước một buổi ăn là tất cả mọi người đều sống ảo. Đây 1, 2, 3, hai đứa đi chụp hình với nhau, thấy không? Tất cả mọi người đều sống ảo. Đích với lại bạn Đích thì ăn cái chén này. Đây, cái chén rất là nhỏ rồi, dễ thương. Nói chung là nãy giờ đang bắt đầu chuyên thì có một cái vấn đề xảy ra như thế này nè, là mình cảm thấy rất là bức xúc khi mà gặp những cái trường hợp như là mình đang ngồi bàn này, có một cái bạn khác người ta qua người ta lấy đồ không xin phép mình. Cái đó thật sự là mình rất là bức xúc. Bởi vì lý do đó là khách lịch sự tối thiểu của mỗi con người thôi, mình rất là bức xúc cái vấn đề luôn. Đặc biệt là cái món này nè, là các bạn không được bỏ quá nhiều vô rồi ăn một lần, không được vậy cứ nó rất là dở. Anh em thấy ngon không? Quá ngon. Wow. Mãi cái đó là để chấm vô bánh chén á. Đâu? Cho miếng đi chấm đi. Làm mì. Quá nhiều món. Thì chuẩn bị kêu lên. Hôm nay bể bụng. Sài Gòn. Mình đi uống quen Sài Gòn rồi. Hiếu. Hôm nay uống 2 lon thôi. Đi chơi với mọi người. Nè, mời. Okay. Cái gì thứ 3? Lo cái gì thứ 2? Giăn mì. Ở đây có một món, đó là hải cuốn. Món này hơi bị đỉnh. Đây nó có nước chấm nè. Cho... Ủa? Mình có rồi. Dưới đây cho mình uống mỗi nước chấm nha. Nước chấm là lọc nước lẩu. Ok,
thì bây giờ là đã ăn xong hết rồi, thì bây giờ là chỉ có đợi là mọi người chụp hình xong rồi mình và mọi người sẽ cùng đi về. Nói chung là ở đây ăn rất là ok. Nếu mà các bạn có gì các bạn ghé đây ăn, ăn thử đi, đảm bảo luôn cái lời tôi nói là không bao giờ sai, đây cực kỳ ngon. Hôm nay được discount 50% nên là cái bill rất là rẻ nè. Ý là ý ăn quá nhiều luôn, ăn mà không đi được. Hình như là đây không có cho cả nên là mình phải tính bill bằng cash. Bây giờ thì ở đây chỉ có một lầu nha mấy bạn, ở đây chỉ có một lầu thôi. Người ta đã tan ca hết rồi. Ok, đây là cái người có công nhiều nhất ở ngày hôm nay, đập số từ 1 đến 1.000 luôn. Thì bây giờ mọi người chụp hình và bắt tôi chụp giùm. Ok, đến chụp cho anh canh nha. Ok ok rồi, em cứ đi vô đi. Trong tất cả nhóm bạn luôn, mình là người chụp hình cực kỳ xấu. Nè Hiếu chụp đi Hiếu. Các bạn phải công nhận một điều nha, là bất kỳ ai, bất kỳ người nào khi mà chụp hình nó đều cũng rất là lâu, cực kỳ lâu. Chỉ có mình tự chụp hình cho mình thôi thì mình cảm thấy là thời gian nó rất là nhanh. Nhưng mà mọi người, nhưng mà mình mà cầm một cái máy ảnh mình chụp hình cho bạn bè mình, thật sự là mình không bao giờ đủ kiên nhẫn để mình chụp được đó. Cái đó là điều mà ai cũng phải công nhận nha. Ok, tạm biệt Bolero, thì bây giờ là tụi mình sẽ đi về nhà. Hello hai anh em nha, nãy anh mắc quay vlog á nên là không có chào anh em được. Dạ yeah, ok. Ủa hai anh em làm đây hả? Dạ. Hay là mới đi ăn xong? Dạ, đây làm đây. Em tên gì? Duy. Duy hả? À, ok, còn em? Thành. Dạ yeah, ok. Rồi chúc anh em sức khỏe nha. Ok, cảm ơn anh em nhiều. Ok, bây giờ mới về tới nhà, mới đi ăn xong về tới nhà. Thì về nhà thì vừa lúc là mẹ mình cũng mới về tới nhà luôn, nên bây giờ nhà nó đủ người rồi nên là đóng cửa đi ngủ sớm luôn. Hiện tại ở Việt Nam bây giờ là 10 giờ thì bây giờ Đức sẽ lên trên lầu ngủ. Đức hãy giao lại luôn đi. Ok. Sang nè. Cái cây đâu? Chết mẹ qua đây không cây rồi. Nhanh không? Tại anh không có cây sợ quay không được. Em lên kiếm cái cây. Ok. Bây giờ là mấy giờ ta? Chờ. Mẹ bắt đầu đi. Ăn lúc nào cũng phải ăn hết đó. Đây ăn nhiều nhất. Anh em hẹn ở Đà Lạt, bây giờ đi xe máy. Thuốc sau khi ăn. Trên YouTube người ta là không được hút thuốc nữa, mày nghe không? Tôi đang có mặt tại Đà Lạt. Sau 7 tiếng chạy xe. Đây là cái nón bảo hiểm của Aerosoft tặng cho Nick. Thì nhân dịp cái video này gửi là cảm ơn rất là nhiều tới Euro. Open the door. Hello. Ê, anh em đang ấy. Nghe là quần của tao không ạ? Hello xám lên nào vậy em? Hello. Trời tắm chung rồi. Follow me. Anh là bị ở đây, anh đã bị bắt quả tang. Tại vì có một người không thể đi được, đó là Khánh Chay, nên là hiện tại là tụi tôi phải hủy phòng ở đây để không có tốn tiền thêm của anh em. Hey, giờ anh em đến ngay chỗ một tiệm cơm ven đường. Hôm nay là ngày đầu tiên nên là anh em không có chuẩn bị bất cứ cái gì hết. Chỉ đi thôi, ngày mai mới đông nên ngày mai mới tự chuẩn bị. Lúc đầu mình tưởng là xé ra chiên nhỏ. Em cũng tưởng vậy. Mày cũng tưởng vậy luôn. Cái nó không giống đâu. Tức là cơm chiên cá rồi phải không? Đúng nghĩa đen. Đúng nghĩa đen. Tụi mình đang đứng ở bến Nhà Rồng. Bến Nhà Rồng này là cái nơi giam giữ chị Hồ. Anh em mới biết điều gì là Đà Lạt mới vừa chào đón mấy thằng em của tôi bằng một món điểm tâm, nhưng mà giá lại bằng một món đồ ăn chính. Cơm chiên cá là sao? Là cơm chiên trộn với cá hay là cơm với một con cá chiên? Nhìn vô tưởng đặc sản các bạn. Cơm chiên cá nghe 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 nghề. À, ăn cái là hình như là không có khái niệm xếp hàng. Chữ xếp hàng Việt Nam nó biến thành chữ xếp hình rồi, không có chữ xếp hàng ở đây.
nên là người đến trước cũng như người đến sau, mà người đến sau không bằng người đến trước luôn. Đây là con vịt mà chúng tôi cần. Hello. Ê, đây nè. Tôi thấy là mọi người ở đây nên đi làm vận động viên thể hình luôn đi. Biết sao không? Mọi người đạp như cục cổ máy, đạp từ 7 giờ sáng tới giờ chưa chịu vô nữa. Tôi chưa có dịch để đi luôn, thì tôi không biết sao nữa. Má có người đạp dịch ra ngoài chứ bỏ mày bơi vô trong. Ok. Và người đến trước thì sẽ luôn gặp điều may mắn thôi. Bước lên một người nó hơi ghê á. Ê, khắp rồi. Quý đạo từ từ, đây không phải chỗ ship đâu nha, đừng có chỉ vô. Em yêu à, đừng lo. Don't worry about that, hiểu không? Ok. Anh ơi, qua đây, anh ở đây là nằm mình quá tải rồi. Rồi. Đây kháng này. Ồ, thấy nó không đều đều ha. À. Nó, cái này nó có bị trên không ta? Ờ, 5 người luôn. Tại vì gia đình không phải tách nhau ra được, anh hiểu không? Thôi mẹ ở nhà đi Sám ơi. Sám hy sinh cho anh em bữa đi. Cái gì quay lại đi. Quay lại. Ủa, một lúc đạp mệt bờ lờ thì bây giờ đã có chút tiến triển. Tôi đã cách bờ được 10 mét. Cách bờ được 10 mét. Chiến thắng rồi. Chúng tôi vừa thoát khỏi một pha tai nạn giao thông. Đỉnh cao. Đây là thanh niên không bao giờ đi đá banh nè. Đạp có xíu phải. Trong khi mình đứt dây chằng nè mấy bạn. Mình đứt dây chằng, đứt hết 2 giây luôn. Mình đạp nhục cái máy vậy. Ê, mình nghĩ mình đi ra xa khỏi tầm quản lý của anh nãy rồi đó. Ok, giữ một lời cảnh báo không nên xuống đây. Gió lắm. Cơ động. Chúng tôi bị 1-1 bắt. Và đã tiến hành lập biên bản. Đừng lo, ở đây chuyên nghiệp lắm cô. Dạ, ok, chúng ta cùng chuyên nghiệp. Mình thử đụng vô nhau thử cái con. Coi, ok, mình thử cái đi. Từ mà. Thôi bây giờ mình đua không con? Bây giờ mình đua không? Tôi hơi bật mình đó. Đứng yên có bị tông nữa. Quý à. Vậy sau 30 phút em hay sao? Mệt vãi lồn. Dẹp cái từ đó nha. Đây là cho Tinh Trì. Em hay sao? Em thấy là cơm cá chiên với cơm chiên gà rất khác nhau. Kiểu mà đi vô quán cơm kêu cơm cá chiên, tưởng là cơm có cá chiên xé rồi không? Tưởng có vài tép mỡ hành đây là. Tưởng là cơm chiên với cá ấy. Không, còn anh ấy thì tưởng như là cơm chiên Dương Châu. Sao có cá bài tép mỡ hành. Cơm chiên cá mặn, cái ai ngờ cơm cá chiên là đem cơm gì? Cơm trắng với cả cá chiên. Cơm chiên cá mà đem cơm cá chiên kìa. Hơi nhanh rồi đấy. Hơi nhanh đấy. Xong lại nào. Tụi tôi đi ta nó giữa hồ. Tự nhiên thì nó đảo. Nó đảo kìa. Đi vô đi, vô lớn lắm. Cẩn thận đó. Dạ con em ơi. Ba mình mới gọi con đang đập vịt thì đỡ chứ con đang đập gà là nè. Muốn sao mặc cái đà lạt mày gà nè. Hello quý anh em, tôi là thuyền trưởng Đức. Trên hậu đa trở về nhà, sau một ngày mệt mỏi thì mình cũng được tan ca. Không như Honda chìm đắm trong phê pha, mà giai điệu bên cạnh khiến tâm hồn dần tan ra. 24 giờ trôi qua khi phi thuyền mất liên lạc với trái đất. Tao luôn nói dối nhưng trái đùa giúp nó những cái thật. Nó nói tao ngã như lật đật, tao lại chật vật. Còn họ thì tất bật hơn thua nhau từng tất đất. Khi dòng đời bạc, tao lại thảo thiên tư vào trong từng lời nhạc. Những cảm xúc thật rời rạc, thiên đàng trước mặt. Và tao giang hai tay ra, chăm thêm một điếu. Tao bước ngoặt rồi lại bay xa tức giấc. Đang nằm ở nơi nào hoang vắng, không có gì ngoài những ánh đèn neon xanh vàng và đỏ trắng. Sài Gòn vất vả nên ta không tìm nhau, vượt qua tất cả trong trọn những niềm đau. Dựng đầu từ vị trí chót bét, vươn lên từ căn nhà thót thét. Dựng đầu từ vị trí chót bét, vươn lên từ căn nhà thót thét.
Từ xong đầu tiên đã từ năm 15, trái tim cô độc cho tới giờ chỉ có người thăm. Và tao cố chạy thật nhanh, không cần thấy ai đứng bên đường, bởi một ngày rồi sẽ chết và có phó ở trên tường. No, thành công là thứ tao cố đạt được, rồi một ngày tính lật ngửa như là ván mạc chuột. Tụi nó bật ngửa vì tao khác trước, nếu mà mày khinh bỉ thì ok, tao đây phạt nhược man. Trong đơn giản của người chút lấy phiền hà, vì cô thấy nó lại đến, phải chuẩn bị đóng tiền nhà. Đường đầu với những thứ có khăn trong cuộc sống, nên đôi khi tao muốn thấy mình trở nên thật nhỏ bé, ngâm nga con ru vốn dĩ đã thuộc lòng. Không còn nhìn vào gương thấy thân xác thật già nua, có những cuộc chiến chỉ cần đánh mà tao biết mình là kẻ thua. Người đó kẻ đưa ngã nó và chào thương. Tao luôn nói với mình rằng tao sẽ làm được, khi mà những thứ mà họ chưa làm thành công thì tao sẽ là người làm trước. Nhưng mà vì quá tự tin nên đôi khi tao đã đưa mình vào những bế tắc. Nhưng tao biết dù thế nào đi chăng nữa sẽ vẫn còn gia đình ở bên cạnh, và còn 17 cái mạng tao chưa gặp mặt đầy đủ hết, nhưng họ sẽ luôn đồng hành cùng tao trên hành trình này. Cảm ơn những người anh em từ trước đến nay, cảm ơn mọi người vì tất cả. Anh tên gì? Cái gì vậy? Em hỏi em quan tâm anh. Anh nói vậy em thấy thất vọng quá à. Đẹp trai đó. Ghê vậy, đúng rồi, anh đẹp trai quá. Anh có số điện thoại không? Có. Chơi số điện thoại đi không? Ok, cảm ơn anh. Chơi vậy chứ em ở khách sạn nào tối lại rước em. Trời đã quá à. Chết rồi, chết rồi. Em ở khách sạn ngôi sao may mắn. Tối qua chơi với em được không? 36 tuổi thì chơi là anh chơi được hết trơn. Trời ơi, đã quá. Chơi thì lên kìa. Nói chung là chơi là được hết. Đa số người đoạn cái hồn người đi sao á. Dạ hả, bye bye anh đẹp trai nha. Rồi, đừng có sao ở đây, tại khách tập trung đây lắm không? Dạ sao vậy anh, tại anh đẹp trai đúng không? Đợi chứng nữa nha, khách anh đi. Trời á.